thiệu cho anh một cái sản phẩm đến từ thế giới tương lai, đó là cánh cửa thần kỳ. Obi. Wow. Dạ, ta chính là trai em đây. Đây, động tác rất là thuần thục, không như một động tác thừa nào hết. Ủa gì vậy dạ? Tưởng là bạn học chứ? No. Bạn thân ơi, vui quá là vui. Bao ước mơ mình vẫn đi tìm. Chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ của tôi không còn là xa xôi. Trời đất ơi, đồ đi mua xanh lé siêu xanh luôn. Thích quá, em nữa em thích quá. Thích anh hả? Nhưng mà Doraemon có gì mà bà thích tới dữ vậy? Thì tại vì nó cute dễ thương đó anh, bởi vậy em phải thích thôi. Ủa mà anh có thích Doraemon không? Thì cute thì tất nhiên anh cũng thích rồi. Cái gì? Vậy là thích Doraemon hơn em hả? Không có, thích em hơn. Vậy được. Ủa mà bà dây ơi, Doraemon có thiệt không vậy? Trời đất ơi, tất nhiên là thiệt rồi anh. Mà sao mà biết hay quá vậy? Tại vì Doraemon là chú mèo mái tới từ tương lai và được sinh vào năm 2333 đó mình. Vậy thì mình đi tìm gặp tí. Đúng ý em luôn á anh. Bây giờ mình... Nhưng mà muốn tìm được Doraemon bà phải có manh mối mới được. Đúng rồi, phải có manh mối. Em biết Doraemon thích ăn bánh rán. Vậy thì đi tới tiệm bánh là gặp rồi. Đi. Không được, tiệm bánh ở bên giờ còn sao bà đi. Việt Nam mình cách Nhật Bản tới 3.721 km lận. Đi bằng niềm tin à. Nghĩ đi. Mà em muốn gặp Doraemon lắm anh ơi. Được, hôm nay tôi quyết định sẽ dẫn bà đi gặp Doraemon. Đi bằng gì vậy? Tất nhiên là đi bằng máy bay rồi, bà đợi xíu đi để tôi chuẩn bị. Máy bay? Trời ơi, xịn xỉu, yeah. Đi máy bay mọi người. Nhanh mà khoảng vài ba tháng à. Cái gì vài ba tháng còn lại cây? Trời, bà muốn cái gì nữa? Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Vài ba tháng lúc đó cái gian sắc này nó tàn phai sao anh? Rồi em phải chuẩn bị quần áo, make up đồ các kiểu, chim đà điểu để... Trời ơi, im lặng đi ông bạn quá. Rồi bây giờ có đi nữa không? Không đi đi về à? Tất nhiên là có rồi. Đường nào vậy? Đường vào trái tim anh. Sao anh hay gà dẻo quá vậy? Đường ngắn nhất để đi qua bên Nhật Bản. Wow. Ủa nhưng mà em nhớ là cánh cửa thần kỳ mới qua bên Nhật được chứ, cái này là ống cống sao qua được. Hôm nay tôi giới thiệu với bà một bảo mối mới của Doraemon, đó chính là ống cống thần kỳ. Cái gì? Được lắm hả? Được, bây giờ bà đi vô đi là bà sẽ bước qua Nhật liền. Cái ống cống này nó thấy ghê quá anh ơi, quá trời thấy ghê luôn. Trời ơi, cái này là mấy ngàn năm trước rồi, không sao, đi đại đi. Anh vô trước đi. Bà vô trước đi. Anh vô trước đi. Thôi bà đi. Anh vô trước đi. Sao được? Kéo mạnh quá lòi bụng người ta ra luôn rồi. Ủa ai bẻ mà kéo chân ngắn vô lòi cái bụng ra hả? Mà thấy tôi nói đúng không? Chỉ cần đi qua ống cống thần kỳ thôi là chúng ta đã qua được tới Nhật Bản. Ủa sao anh biết đây là Nhật Bản? Chứ sao, bà có thấy cái sân bóng này không? Ủa trong chuyện Nobita thì đây chính là sân bóng của nhóm bạn hay chơi. Chuyện dạ, Doraemon nè. Tôi cũng đã biết thành Nobita luôn rồi đấy nè. Bây giờ đi tìm manh mối kiếm nhà của Doraemon đi. Đúng rồi, ý nhà của Doraemon lỡ chưa biết Nobita. Anh là Nobita, anh nhà đó đâu, nhớ không? Tôi nhà không nhớ đâu. Rồi để ghê quá. Ta chính là trai em đây. Cái cậu đi đâu sáng giờ mà chơi tay vậy hả? Sáng giờ đi vòng vòng thôi mà. Ủa, nhưng mà cậu có thể chỉ được cái đường về nhà mình không? Tự nhiên mình bị mất cái giới, mình quên mất tiêu rồi. Mình ngang vậy đó. Cũng được á. Nhưng mà nếu mà muốn trai em ta chỉ nhà, hãy nghe ta hát một bài đi hả? Thôi sao được, cậu hát âm thanh như
là bò rống vậy mà chị đặt cái bò rống cái thằng đó hả? Muốn lắm không? Suka ơi, thôi không mấy á, mình nghe lời trai em đi, mình nghe chút xíu không sao đâu ha. Không sao, chắc trong thế giới là chị em hát hay. À đúng rồi đó. Rồi bây giờ cậu hát đi. Qua đây ta hát cho nghe. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ta chính là trai em đẹp trai vô địch, thanh lịch khắp vũ trụ này. Ta đẹp trai lắm luôn. Nhớ đăng ký kênh BB Channel cho 10 triệu subscribe. Tôi chịu hết nổi rồi. Có về được đâu, phải kiếm đâu game on chứ anh. Thôi vậy chứ bây giờ ba không hát cái gì sao mà nghe được. Ôi thì bây giờ có mình ổng bếp chỗ à, thôi có gì để em vào cũng được. Nè bà coi ổng kìa. Gì vậy? Đó, chạy thì móc rúng á, đồ rúng á, tại vì rúng ổng bự quá. Em mà cúng ổng thúi hay ổng hủi thôi hả? Giờ bà vô đi. Anh vô đi. Ê, cái gì vậy? Muốn nghe ta hát nữa hả? Không có. Anh yêu em như dòng sông nước chảy trôi. Ủa bà cậu ơi, bây giờ không nghe cậu hát á thì mình còn cái cách nào để cậu chỉ đường về nhà mình không vậy? Dễ thôi, đấu kiếm với ta đi. Hả? Hai người đàn ông đấu kiếm. Dừng lại, dừng lại. Cái gì? Cậu chỉ thua hả? Còn khuya tao mới thua. Cái gì? Đợi đó đi, sẽ có người trị cậu. Ôi bà Suka ơi, bây giờ tới lượt bà đó, tôi quýnh không lại đi, anh tên nó rồi. Yêu gái mà sao mà tới lượt được. Tôi nghĩ thằng này nó không có dám quýnh phụ nữ đâu. Bà vô quýnh đi ra đi. Thiệt. Yêu trai em. Cái gì? Cái gì là cái gì? Thôi cho em trai. Ai đó phải lưu tình nghe. Ôi sao bà này bà dây quyết lẹ quá vậy? Bất ngờ chưa em về. Xin tự giới thiệu, đây là nhà ta, tiệm tạp hóa Thế Kỷ. Wow, xịn quá vợ, vô đang quen coi. À, vô liền rồi, lần đầu tiên bước vô nhà của trai em chơi đó nghe. Nhưng mà vô à. Trời ơi. Trời ơi, nhà trai em có bán cá mồm sữa ghim tuần lạc. Trời ơi, để cho mấy ông nhậu rồi đây nè. Tiệm tạp hóa mà bán mấy cái chai rượu rồi để cho người ta nhậu nè. Trời ơi, có mấy áo mưa nữa nè. Có áo mưa nữa, kệ đi. Có mì cây à, uống chung với rượu vang à. Đây là sứ lạnh nên chai mì cây nó bị phồng lên nè. Rồi. Ôi, bà ăn một hồi mẹ của trai em về quýnh ổng á. Đúng rồi. Của ta có bàn đi chay luôn. Đâu? À, trời. Ê, nhưng mà lộn bà, đi. Hồi nãy là hỏi nhà của Nobita mà sao tự nhiên chạy dắt qua nhà ông rồi? Ở nhà hả? Nhà tôi đâu? Nhà, à kìa, nhà kìa. À, đây hả? Đúng rồi. Cái này là chuồng chó mà. Ủa? Đâu phải nhà của mình đâu. Vậy chứ nhà mình đâu? Bên kia kìa. Đây, chính là sau lưng nhà mình là nhà của cậu đó đúng không Peter? Nhà của ổng có cái đồng đèn hình ổng luôn rồi nè. Nhà ổng đó. Ôi, đây đúng là nhà của mình rồi, cái nhà mà mấy nó màu đỏ nè, Suka. Peter. Chính xác rồi. Thôi vậy bây giờ mình đi trong đó mình đi tìm Doraemon đi. Ok. Ông đi không? Không, ổng đi đâu, giờ tới đi tập hát cái. Thôi vậy. Để ổng tập hát. Trời ơi, hát dở, hát hoài luôn á. Wow, ở đây hoa trồng đẹp quá mọi người ơi, siêu xịn. Bây giờ bà Dê sẽ lết xuống đây để xem á là hả cái hồ bơi như thế nào nha mọi người. Ui ui trời ơi, sốt sát nha chị em ơi. Quá nước lạnh xỉu. Nước lạnh vậy sao mà không nhảy xuống mà tắm luôn đi. Anh không có được nha, tắm cái là ướt đồ luôn. Để tôi gọi thử coi. Trời ơi, phê là coi. Lạnh quá. Đúng rồi, lạnh ghê luôn này đó nghe nè. Anh cởi đi giấy bà Dê mượn cái anh. Chị vậy? À bà cái ừ. Ồ, sao chơi kỳ vậy? Ủa nó chơi về nơi xa luôn rồi. Rồi sao tôi lấy? Đi xuống lấy đi. Lạnh quá. Chân ngắn quá. Wow, quay trở về ngôi nhà của chính bà Suka này mọi người. Nhìn ngôi nhà rất là chiêu chiêu chi miễn luôn nha. Quá là đẹp luôn. Hồi nãy giờ không biết là hả ông nội đâu, bây ta không đi đâu rồi. Nè. Sao dám vô nhà của tôi? Trời ơi, tôi qua tôi dọn dẹp phụ cho bà còn muốn gì nữa? Trời đất ơi, con trai đột nhập vô nhà gái gì trời? Có sao đâu, tôi thấy bà cũng lừa dọn dẹp để tôi dọn cho bà. Vậy sao trời đây, ơi. Đây, kế bên nhà của bà Suka là có một cái trạm dừng chân xe buýt rất là hiện đại luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn mọi người. Đây. Ở này trạm dừng chân tàu hỏa nữa, tàu điện ngầm. Tàu gì cũng là tàu, cứ vô coi thử đi rồi biết. Nó biết tàu, quá trời xịn sò luôn mọi người. Đây, khi mà mọi người rảnh rỗi thì mọi người có thể ngồi ngay đây để mình chờ đợi những chuyến tàu qua đó. Mình ngồi mình chờ đợi trong sự vô vọng. Tại vì không có bao giờ chuyến tàu nào đi ngang qua đây chứ. Có chuyến tàu màu vàng nè, bà có đi không?
Đến từ thế giới tương lai đó là cánh cửa thần kỳ. Trời ơi, hay vậy hả? Nghe nói cái cánh cửa này hả, mình chỉ cần bước vào cái thôi là mình được đi bất kỳ nơi nào mình muốn luôn á. Đúng rồi, mà đặc biệt cánh cửa để tại đây là sẽ bước ngang qua nhà anh luôn. Trời, bước cái tới nhà tôi luôn hả? Đúng rồi, hay bước quá, cái tới nhà mình anh phải luôn. Thế thử mới được. Quá đã, quá đã. Cánh cửa này lần đầu tiên tôi thấy được ở ngoài đời, đẹp quá. Trời ơi, xịn sò luôn á anh. Gài mã ra đi. Wow, đây đích thị là nhà của Nobita rồi. Wow. Ở trên đó là cái phòng học của tôi kìa. Quá, nhớ liền. Tỉnh lại chưa? Công nhận ở trong chị như thế nào, ở ngoài đời y chang vậy luôn ha. Quá chấn động, đóng tới 95% luôn. Wow. Bây giờ mình đã coi ở bên ngoài rồi, bây giờ mình phải đi vô bên trong khoe xét từng chi tiết. Ở trong đó là cái Pokemon đúng không? Đúng rồi, hôm nay mình đi tìm ra. Đi thôi. Không, đúng được. Bà phải lịch sự chứ, bước chưa vô nhà bà phải bóp chuông mình hoàng mới được. Em bóp cho. Gà vô đi. Gà vô nè. Sao tự nhiên ông gặp tôi cái bộ chạy vậy? Em biết rồi, tại vì bình thường trong phim á là hả, anh hay mượn bảo bối Doraemon đó, bởi vậy gặp ổng là em sợ quá chạy không ạ. Không có đâu, cái đó là chuyện ngày xưa rồi, lúc đó là làm biết, còn bây giờ tôi siêng năng rồi, không sao. Đi vô kiếm ổng đi. Ủa, đây là nhà của Nobita của anh đó anh. Trời ơi, đẹp quá, cái kêu đây là cái phòng của mẹ hay ngồi đọc báo xem phim nè. Đúng rồi, quá đẹp luôn, hồng lè hồng lét à. Còn kế bên là phòng của bố hay ngồi coi TV. Anh biết nè, cái đây làm gì không? Điện thoại mà mẹ của Nobita hay gọi tâm sự với mẹ của trai em, mẹ trai cô không rồi á. Không nha, cô giáo gọi mắng vô không điểm đó. À, thầy giáo gọi là không điểm hay mình quên là gọi à. Rồi, thầy giáo gọi chấn động hả? À, quá là đẹp luôn. Phòng nè, không biết. Đây chính là căn phòng bí mật đó. Ôi, nó nhiều quá, đi lên gặp Doraemon kìa. Ờ, đi lên. Lẹ đi ra. Nhưng mà khoan đã. Dạ. Lâu lắm rồi tôi không có trở về căn phòng này, tự nhiên tôi hồi hộp quá, tôi mới bước vô đâu. Dạ, cái gì đó hồi hộp. Ủa sao tự nhiên ông gặp tôi cái ông chốt mất tiêu vậy? Tại ông đâu quá trời đó con. Thôi không sao đâu, bây giờ mình cứ review cái phòng mình trước đi ha. Mình trốn trong đó xíu nữa ha nha mọi người đã. Trời ơi, đây là cái tủ mà trong chuyện thuyết á. Đúng rồi, mỗi lần mà tôi đam mê đọc chuyện lắm nha. Tôi cứ đã để dành tiền đi học là tôi mua chuyện về tôi đọc và đọc xong mới đi ngủ. Trời ơi, ha, ngoài chuyện còn được mua xe đồ chơi, robot đồ chơi rồi nữa nè. Quá trời chấn động luôn. Ôi, rất là nhiều chuyện luôn mọi người. Ngón cái kỳ diệu, vườn địa đàng, mặt nạ thủy tinh. Trời đất ơi, cái này cây đèn pin. Cái này giống như là cây đèn pin mà chiếu và thu nhỏ lại mọi người. Còn đây là cái bộ đồ chơi nhà bếp nè. À, dễ thương quá à. Còn đây là điều khiển chấn động. Ủa gì vậy? Cái đó mượn của Seiko chưa trả được lấy ra nha. Lỡ ông hay ông đồ lại á. Anh ơi. Cái gì nữa? Ôi, hồi xưa là Nobita tự vẽ hình luôn nè. Tôi cũng có tài họa sĩ chứ mà. Không đâu anh, xấu lắm. Trời ơi, đây. Đây là toàn bộ những cái chuyện tranh sách cổ của Nobita không có nghe. Trời ơi, hồi xưa cái thời đó là có thêm mà kiểu là khủng long, khủng ôm, nguyên thủy đồ đó anh. Cái kia là cái đánh bút vàng nè. Ôi, anh tưởng cái quạt ba tiêu không đó anh. Mày với cái quạt ba tiêu của Thiên Phi Công Chúa mà. Ở đầu lao á. Ê, đâu để tôi mang vô thử coi. Anh nhìn hơi cũ nhưng mà cũng đẹp á nha. Đây, mỗi lần gặp về là tôi vậy nè. Sao? Đây, động tác rất là thuần thục, không như một động tác thô đầu hết. Ủa gì kỳ vậy? Tưởng là bạn học chứ. Ngủ. Wow, thiên năng học bài các kiểu con chim đà điểu. Đặc biệt đó là mọi người nhớ cái này cho chị Doraemon đâu. Mình có thể leo vô đây á, mình biết có thế giới tương lai luôn. Bởi vậy thì game. Ê, mà leo vô một cái gãy cái bàn học của tôi đó. Mà leo ra giùm tôi một cái mà quậy quá mà dê ơi. Trời, tại cái này của tôi không phải của bà đâu. Đây chính là cái bàn học của Nobita. Nguyên mẫu luôn. Hôm nay tôi phát hiện ra là ông mới học của lớp 4 mà nghe. Đúng rồi đó, quá trời chấn động luôn rồi. Lớp 4 học đạo đức đi anh. Đạo đức đi. Đức nhiều rồi, học gì nữa. Ê, bây giờ qua gặp Doraemon đi. Đây rồi, Doraemon mở ra đi. Hello Doraemon. Doraemon ơi, mở cửa đi cậu ơi, mình về rồi nè. Sao ổng đi đâu mất tiêu rồi? Vậy là tôi biết rồi, vậy là ông giận tôi, ông đi về thế giới tương lai rồi, bây giờ để gấu bông về lại nè. Tại anh suốt ngày có đòi hả, đã bỏ của người ta không, ta giận ta bỏ về đó. Thôi không sao, có ông này cũng được rồi đó. Ông này ông bự lắm nè mọi người, gấu bông đưa kem lên. Trời ơi, bự dữ vậy. Quá chứng nào luôn mà tái anh, tất cả là tái anh đi quá. Quá dễ thương quá à,
phòng của Nobita và chị em rất là tôi tè hộp Melo. Và nguyên một cái thị trấn hôm nay mà về đi á là đi co tàn Doraemon. Nên bạn nào mà thích Doraemon giống tôi á thì có thể ghé ở Đà Lạt nha. Thị trấn Nobi nha mọi người. Ok la. Còn bây giờ thì bà Gia sẽ xin kết thúc clip tại đây. Nếu mọi người có thích cái clip hôm nay thì đừng quên là tặng liền cho tôi cái nút đăng ký để ủng hộ kênh VV Channel đạt 3